Hello, xin chào tất cả quý cô chú anh chị. Hiện tại thì Hảo đang ở trong quán cà phê Thiên Lập anh chị. Thì vừa mới quay một cái căn nhà giá rất là rẻ, rất là tốt ở trên đường Tân Chính Hiệp 10, phường Tân Chính Hiệp, quận 12 anh chị. Ngay đối diện cái quán cà phê Thiên Lập mình ấy. Thì căn nhà này có diện tích là 88 m². Nhà thì được xây, là chủ tự xây ở rất là kiên cố, 3 tầng mà giá thì chỉ có 4 tỷ thôi. Rất là rẻ so với thị trường khu vực quận 12. Thì bây giờ Hảo xin mời tất cả anh chị chúng ta cùng nhau tham quan ngôi nhà nha. Anh chị nào có nhu cầu mua nhà này thì gọi trực tiếp đến số điện thoại của Hảo điện phát ở dưới video nhé. Cảm ơn anh chị. Đây chính là siêu phẩm của chúng ta anh chị ơi. Căn nhà mình là nằm trên đường Tân Chính Hiệp 10, nay được đổi tên là đường Trần Thị Năm, phường Tân Chính Hiệp, quận 12 anh chị. Nhà mình có diện tích đó là ngang 6,5 m, nở hậu là 7,2 m, dài 11 m². Đấy anh chị coi nè. Hiện tại thì anh chủ mình đã thiết kế theo một cái phong cách là cái nhà mình là nhà lô gốc, nên được là thiết kế và chừa ra cái khoảng sân bên hông anh chị, khoảng sân bên hông và sân trước, làm cho cái nhà mình rất là thoáng khí, rất là đón gió và gọi là thoáng mát quanh năm suốt tháng luôn anh chị, thoáng khí hai bên luôn anh chị coi nè. Đấy, nó thông qua khu vực bên phòng bếp rồi đó. Nhà nó là hai mặt tiền anh chị, hướng của nó là hướng bắc với lại tây bắc. Đấy anh chị coi nè, tất cả cái khu vực của nó rất là thoáng luôn, nó có một cái đường vòng cung ấy để quanh cái nhà mình ấy, thành thử ra rất là đón gió và đón nắng, rất là mới và đẹp. Đây xin mời anh chị cùng nhau xem tổng quan khu vực. Đây là khu vực phòng khách, hiện tại là anh chị chủ đang mở văn phòng làm việc để trồng hoa lan và có lan xuất khẩu, lan đột biến đều có hết nha anh chị. Anh chị nào có nhu cầu mua nhà này hãy gọi trực tiếp đến số điện thoại của Hảo nha. Đấy, nhà mình được xây rất là kiên cố, rất là chuẩn. Diện tích mình thì 88 m², công nhận đủ anh chị. Mà căn này thì chỉ với giá là 4 tỷ thôi, giá rất là rẻ so với thị trường khu vực quận 12. Chỉ với 4 tỷ thôi, giá còn thương lượng bên chủ, anh chị đã sở hữu ngay được một căn nhà nằm trên trục đường Trần Thị Năm, khu vực rất là sầm uất. Đấy, vào ở ngay, không phải sửa sang gì hết anh chị. Anh chị thấy cái hệ thống phòng bếp này rất là thoáng, rất là đẹp luôn anh chị. Có khoảng cửa bên hông anh chị, thành ra là anh chị nấu nướng ấy, là nó không có bị ám khói ám mùi. Tổng quan cái nhà mình đây, tại vì là nhà chủ người ta họ tự xây ở anh chị, nên rất là kiên cố, mới đẹp. Căn này anh chị vào là mê ngay luôn, mê ly luôn anh chị. Này anh chị coi nè, một nhà vệ sinh ở dưới tầng trệt, được thiết kế rất là rộng rãi, rất là công năng. Này, tất cả hệ thống thông gió thông khí đều có trong này hết. Đấy, anh chị cùng nhau lên tham quan lầu 1 nha. Đây, cầu thang chúng ta được thiết kế theo chuẩn bậc phong thủy 21 bậc lên xuống cực kỳ dễ dàng luôn. Đây là cái khán phòng phía trước, tới hai cửa sổ luôn anh chị ơi. Đấy, nhà vệ sinh riêng biệt. Anh chị coi nè, tổng quan khu vực rất là đẹp luôn. Đó, nhà rất là mới. Xây là cũng độ 4 năm rồi, ở còn rất là mới anh chị, rất là đẹp. Có cửa sổ hai bên rất là thoáng khí. Đây là cái khu vực phòng vệ sinh. Vệ sinh đây, anh chị thấy không? Nhà vệ sinh riêng biệt rất là tiện cho anh chị. Mua về ở có con cái rất là tiện. Tổng quan khu vực ngay cầu thang, rất là thoáng. Anh chị thấy cái nhà mình là không mở điện luôn, mà ánh sáng là quanh năm luôn anh chị. Hướng nào cũng có ánh sáng hết. Cái phòng phía sau anh chị coi nè. Đây, cái khoảng phòng phía sau đây. Nhà vệ sinh nè, có cửa sổ bên hông nữa kìa. Đấy, cái nhà thế này mà anh chị chê nữa là thôi, chứ chỉ với 4 tỷ thôi. Giá rất là tốt anh chị. Chủ thì còn bớt lập thêm một tí cho anh chị mua về ở. Anh chị nào có thiện chí thì cứ gặp chủ, gặp Hảo là liên hệ trực tiếp qua chính chủ luôn anh chị. Tất cả phòng vệ sinh là không có bị ám mùi đâu, bởi vì là cái có ánh sáng anh chị, ánh sáng với là gió nó thoáng ấy. Hiện tại thì nhà mình á, thì chỉ có là hai vợ chồng ở thôi với hai đứa con, thành thử là phòng ốc rất là rộng rãi. Anh chị là đang tính bán cái này để dọn ra cái mặt tiền phía trước ấy, là để kinh doanh hoa lan. Thì bây giờ cũng có cái nhà phía trước rồi, nhà phía sau thì nó dư thừa công năng nên bán đi để xây một số vốn để làm ăn. Đó, đây là khu vực tầng trên đây, anh chị có đây. Đấy, anh chị lầu 2 nè anh chị. Lầu 2 thì cái khoảng phía trước sân thượng là được trồng hoa lan. Đấy, tất cả là được trồng hoa lan rất là đẹp luôn. Hảo review cho anh chị luôn một cái dàn hoa lan này này. Công thức trồng rồi rất là siêu đỉnh luôn anh chị, rất là đẹp. Đấy, nhà cái này là mê ly luôn á anh chị ơi. Đấy, đẹp không? Rồi, đây là những cái hoa lan con anh chị. Hai vợ chồng là rất là có kỹ thuật trồng hoa lan luôn. Hiện tại là đang nhà đang kinh doanh văn phòng
mở bán hoa lan kinh doanh khắp khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh anh chị. Đó, rất là đẹp. Anh chị nào mà có nhu cầu mà mua hoa lan thì cũng có thể đến đây giao lưu với anh chủ vài cốc bia để được tặng vài chậu nha anh chị. Đây là khu vực phòng phía sau thì nhà mình là thiết kế một cái khoảng phòng thờ anh chị. Đấy, anh chị tính ra nãy giờ là cũng có là ba phòng ngủ hết rồi. Đấy. Hai phòng ngủ chứ, hai phòng ngủ còn phía trên này là thiết kế phòng thờ rồi. Anh chị không có nhu cầu không có cái công năng thờ cúng thì mình có thể cải tạo thành một cái phòng ngủ luôn, rất là tiện. Cái khoảng phía trên mình ấy, anh chị là nhà mình là đổ bê tông luôn anh chị. Đó, anh chị coi cái khoảng đây là cái khoảng cầu thang lên xuống rất là tiện ích, rất là rộng rãi luôn. Rồi, anh chị cùng nhau đi qua cái khoảng bên hông này. Bên hông của phòng thờ thì nó được đổ bê tông kiên cố luôn. Đó, bên hông là rất là thoáng anh chị. Đấy. Lô gốc hai mặt thoáng mà anh chị nào mà chê là khỏi cái bàn cãi luôn ấy, căn này là mua về ở với số luôn. Đây là khu vực ở hoa lan ở tầng trên anh chị. Hậu vừa lên cái tầng trên nữa, cái tầng trên sân thượng chính của mình ấy thì nó có một cái giàn hoa lan được trồng bên này rất là rộng rãi, rất là thoáng. Này. Alo, 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 xin chào tất cả quý anh chị. Hiện tại Hảo đang ở trên trục đường Trần Thị Năm anh chị ơi. Trần Thị Năm, phường Tân Chính Hiệp, quận 12. Để giới thiệu đến tất cả quý anh chị một căn nhà. Diện tích là 88 mét vuông nha anh chị, nhà một trệt, hai lầu, sân thượng bê tông cốt thép cực kỳ kiên cố mà giá chỉ có là 4 tỷ thôi anh chị ơi. Giá rất rẻ so với thị trường khu vực. Nhà mới đẹp vào ở ngay. Hai vợ chồng anh chị, anh chủ là tự xây ở đó anh chị. À, khu vực rất là xôm, rất là sầm uất luôn. Đây là trục đường Trần Thị Năm, hẻm mình là hẻm một sạc đi vào. Đấy, nhà mình là hẻm một sạc đi vào anh chị. Diện tích rất là rộng rãi, 88 mét vuông mà giá chỉ có 4 tỷ thôi. Giá rất là rẻ so với thị trường khu vực. Anh chị nào có nhu cầu mua nhà này thì hãy cùng nhau gọi trực tiếp đến số điện thoại của Hảo Địa Phát ở dưới video nha anh chị. Và bây giờ xin mời tất cả quý anh chị chúng ta cùng nhau tham quan ngôi nhà.